Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái map parkour mới. Và đây là cái đồ nhận được. Nhìn nó rất là đẹp, nhưng mình nghĩ nó lấy cũng rất là dễ thôi. Chỉ cần anh em bỏ ra một số kim cương là có thể lấy em nó về kho đồ rồi. À, chứ nhầm. Kim cương và cộng thêm một chút thời gian để nhảy cái map này. Map này thì mình thấy nó rất là giống với lại Ai Cập. Đấy, cả cái vũ khí nhận được lẫn cái map. Rồi, đầu tiên là vào lỗ. Lỗ nè, né đi. Né đường nào ba. Mệnh, lỗ ơi, phải xuống thôi. Không né được. Dạo này Tencent Game làm map toàn có lỗ. Thật là làm lòng người ta phấn khích quá đi à. Rồi, đi theo bọn này thôi. Nếu mà không biết map thì cứ đi theo những cái thằng mà đi trước. Thế là mình lại qua được thôi. Đây rồi, lại đang cưa. Hay lắm. Mày làm map toàn đang cưa thế này. Ô, lần đầu mình nhảy qua. Sao mà cứ hay rớt thế này. Rồi may quá không rớt. Phải thụt lại một tí. Cái điều này nó nhảy ngắn quá các bạn ạ. Nó toàn bay hụt thôi. Thật là vi diệu. Đấy, vũ khí VIP thì nó lại như thế, nó bay xa mà. Anh em cẩn thận nhìn cái bước chân của mình chạm vào cái dưới đất. Đấy. Rồi, như thế thì sẽ qua được. Ô, hay lắm, bị mệnh. Nó chưa kịp rớt mà nó đã chạy về rồi. Hay lắm. Rồi, chắc là đi xuống đây này. Trên có không? Không có. Cứ đừng có ảo tưởng cái đường tắt ở cái map này. Ôi rồi, gì đây? Gì đây? Làm gì mà căng? Lại hố tử thần. Thật là VL. Những cái hố bất tử và nó đã được gắn thêm một cái gì đấy rất là đỏ chót. À, vẫn có cầu trượt này. Tuy là rất đơn sơ và không có màu mè như những cái map khác, nhưng nó vẫn trượt được. Đấy, trượt tốt là đằng khác chứ nhở. Rồi, hay lắm. Hay lắm. Gì đây? Lại bắt xuống lỗ. Hay lắm. Cái gì mà toàn lỗ vậy nè? Ô, cái gì vậy này? Thật là hư cấu. Rồi, qua được rồi. Hình như đây là trái đất. À, chúng ta sẽ cùng tìm tìm kiếm Việt Nam chỗ nào nhá. Mình nghĩ là thôi bỏ đi, mình mệnh. Chả có Việt Nam đâu mà tìm. Ôi, vãi thật. Cái gì vậy nè? Rồi, cái nút nhảy bên này hình như là mình cài hơi bị chất. Nên có cái cảm giác là nhảy nó không được quen. Lần sau mình sẽ cài cái nút này lại. Ôi lại chân cưa. Nhiều thế. Từ từ thôi bạn ơi. Đợi mình đi với. Mình cũng top 4 thôi nè. Nhiều lắm cơ. Rồi bắt đầu mồ hôi ra rất là nhiều rồi anh em ạ. Mồ hôi tay. Nó là một cái thứ gì đó không thể thiếu với anh em bên CS Mobile được. Rồi. Ôi, nhảy hay thế bạn ơi. Ăn cái gì mà nhảy hay thế. Ui, mình nhảy theo nó vẫn qua được này. Thật là hư cấu. Đường nào đây? À, đi xuống à. What the hell. Các bạn ơi, dẫn đường hộ mình cái. Mình đích biết đường đi chỗ nào. Rồi, cầu trượt. Cầu trượt lắm lông ấy nhở. Ô, ui rồi một phát rồi. Hay lắm. Đi mệnh. Rồi thằng kia sao hồi sinh thế kia. Khó qua à, à đang cưa. Úi dồi ôi, đang cưa. Hèn gì. Đúng là khó qua thật đấy chứ. Thế đây nào. Úi xong rồi. Khó qua vậy nè. Á đù. Hay lắm bị mệnh. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Một khi đã liều mạng thì chả cắt được bố đâu. Ô có đường đường qua này chất hơn này. Thôi mình sẽ đi đường qua chất hơn đi. Đấy. Đi đường bình thường thì chả vui đâu. Em thích đi đường đường tắt cơ. À hí hí. Úi dồi. Kỳ kinh vậy. Kinh vậy bà. Rồi. Ôi. Cá mập nè. Cá mập. Ô gì đây. Đi đâu đây. Ơ không đi được này. Để xem mình. Cái gì đây. Đường đi đâu mà lỗ nhiều nhỉ? What the hell? Mình sẽ đi tìm cái
thì như là mê cung anh em ạ. Đùa. Chúng ta sẽ tìm đường vào. Không biết là đâu là cái đường vào. Đây không phải, hình như là cái đường này này, mình thấy cái đường vào đây. Đấy, mấy cái chỗ kia hình như là không có. Đấy, biết ngay mà, nãy mình liếc qua mình thấy cái hỏm ở phía bên trong rồi. Đấy, toàn mê cung bị mệnh, hay lắm. Rồi, chúng ta phải đi qua. Ôi giời ơi, mê cung hả ba? Nhiều vậy. Nhiều quá. Cái này phải gọi là quay tay sấp mặt lờ này. Bắt phải nhảy thôi, không phải tin được. Rồi, bây giờ chỉ cần sảy chân một tí thôi là các bạn sẽ sảy thai ngay và luôn. Rồi, hay quá, qua được rồi. May quá. Rồi, ôi cây đẹp vãi. Mình không đi mà mình không nhìn đường. Nhìn toàn cái thứ gì đâu không à. Ôi, cái gì đây? Đẹp vậy. Cây hoa anh đào thì phải. Anh đào hình như có phải của khựa đâu ta. Bạn làm gì mà căng. Lấy hoa anh đào hơi bị sai sai ấy nhá. Hoa anh đào hình như là Nhật hay Hàn gì đấy nhở. Mình có nhớ là như thế. Rồi. Ôi lại nhảy. Hay lắm. Mình rất thích là bay nhảy. Muốn có cánh mà. Ước có cánh lắm. Nhưng không có được. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với cây hoa anh đào. Ôi đẹp quá. Lấy góc nhìn nào. Đẹp vãi. Không thể tin được. Sao nó lại đẹp như thế này nhở. Tôi không thể tin tưởng được. Ôi hoa anh đào nằm giữa một cái map. Nhìn đúng là bây giờ cứ vào đây ngồi chụp cái ảnh lại. Làm hình nền thôi. Đi đâu đấy? Đấy biết đi đâu luôn. Chắc xuống dưới đi. Mình nghĩ là xuống dưới. Rồi đúng rồi. Hạng 3 này. Trời ơi mới test map lần đầu mà hạng 3. Thật là hư cấu quá đi à. Rồi mình thấy đường vào rồi. Ôi trời ơi, trời lông gà. Toàn chổi lông gà. Ô. À rồi vẫn ra hai mảnh bị mệnh. Hay lắm DM. Rồi. Một chỗ thôi. Đây là đường vàng. Ô. Ở dưới nước mà chúng ta không mất tiết này. Thật là hư cấu. Vẫn đi như thường luôn. Mì cay. Nó không mang tính chất dưới nước gì hết. Động xanh. Hư cấu vãi thật là. Nhảy đâu đây? À, nhảy tiếp. Úi trời ơi. Ôi, nhảy lên. Nhảy lên để nhận được. Vãi thật đấy chứ. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Map rất là dài, rất là đẹp. Đáng để chúng ta trải nghiệm thử. Ai muốn trải nghiệm thì hãy tải CM Mobile ở cái trang web cm.qq.com. Đây là cá mập. Mình sẽ bay lại chém cá mập xem nó chết không. Xuống đây bạn ơi. Để mình chém phát một phát thôi. Mình sẽ ô cái gì vậy. Đậu phộng. Thôi mình sẽ nghỉ ở đây. Nó đưa mình xuống ở cái nấc thứ mấy đấy. Bye bye mọi người. Thoát ra đi. Để xem cái món đồ nhận được. Có vào kho đồ không. Chắc chắn là vào rồi. Đấy, có rồi này. Bye bye mọi người nhá.